Mến chào cô chú anh chị quý vị các bạn đang xem kênh LTK Bonsai. Em là Chí Huynh ở Bắc Mỹ Thuận Cũ, thành phố Vĩnh Long. Hôm nay em có một số đôn voi cũng như chậu biên hòa xưa, cũng như chậu lá thiêu xưa muốn giao lưu đến cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa qua số điện thoại 0972824049. Em là Chí Huynh ở Bắc Mỹ Thuận Cũ, thành phố Vĩnh Long. Và Chí Huynh cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đã ủng hộ cho Chí Huynh trong suốt thời gian vừa qua. Và qua video clip này, Chí Huynh cũng muốn thông báo đến cô chú anh chị quý vị các bạn đam mê là bên shop của Chí Huynh có dịch vụ chuyển phát hàng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cô chú anh chị quý vị các bạn có nhu cầu đặt từ 3 kiện đến 4 kiện đến 5 kiện 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến Sài Gòn đến Tây Ninh, Chí Huynh sẽ cho nhân viên đến giao hàng tận nơi cho cô chú anh chị quý vị các bạn, phục vụ cũng bao ship toàn quốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ để giao lưu và ủng hộ phục vụ cô chú anh chị quý vị các bạn nó chu đáo và nó an toàn hơn. Cũng như qua đây chú Huynh cũng muốn thông báo đến cô chú anh chị quý vị các bạn có nhu cầu phay lỗ để trồng những cái cây có giá trị, cũng như là mình không có trưng bày mình trồng cây ha, chú Huynh bên đây sẽ phục vụ cho cô chú anh chị là phay lỗ miễn phí theo yêu cầu. Một cái chậu phay 2 lỗ, 3 lỗ đến 4 lỗ thì chú Huynh sẽ dùng công nghệ tối tân nhất quay phay cái lỗ thiệt là đẹp để phục vụ cô chú anh chị quý vị các bạn. Và chú Huynh cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị quý vị các bạn đã ủng hộ cho chú Huynh trong suốt thời gian vừa qua. Và đây là chiếc đôn voi ông voi ha, lành tích 100%, lành tích 100%, voi rất già. Thì voi trắng này thì em được một cặp đó, nó có một số cái nó lỗi lò thì tình trạng thì em báo chính xác trên YouTube ha, trên video thì em báo chính xác cho cô chú anh chị và các bạn được xem rồi. Cô chú anh chị và các bạn xem ha. Rồi Chí Huynh sẽ đo thông số, cao là 54, ngang là 50, mặt đôn là 20, đó, lành tích 100%. Rồi đây mặt đôn đây đó, đây giữ không tì vết ha, không tì vết. Rồi chú voi đầu tiên em giao lưu với giá là 4 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị và các bạn gần xa đam mê. Tiếp theo là chú voi thứ hai, chú voi số 1 thứ nhất và chú voi thứ hai là một cặp ha. Đó, chú voi này thì tình trạng lành tích 97%. Đây nó có một số lỗi lò đây, đó lỗi lò ha, đây mẻ đây, cái này thì dính bê tông. Voi rất già ha, tình trạng voi bị rạn nhiều ha. Đây mẻ đây và đây, anh quay phim lấy cận cảnh cái này cho em. Cái này thì chủ nhà sợ voi lâu năm phá pháy thì ông dùng cái búa ông gõ nhẹ trên đầu ha. Đây, đây mẻ một miếng, đây lỗ lò, có sao thì chú Huynh báo tình trạng nó như vậy ha, bởi vì được cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa rất là tin tưởng và rất là ủng hộ ha. Rồi cao là 657, 57, ngang là 50, mặt của đôn là 21, tình trạng lành tính 97-98% ha. Có một số lỗi lò, tình trạng voi rất là già ha. Rồi chú voi thứ hai, chú Huynh giao luôn với giá là 4 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị và các bạn gần xa đam mê qua số điện thoại 0972 824049. Em là chú Huynh ở Bắc Mỹ Thuận Cũ, thành phố Vĩnh Long. Tiếp tục là một chiếc chậu mã số 1, chậu múa lân vui xuân ngày Tết, tình trạng chậu lành tích 100%, chậu rất già. Chậu múa lân vui xuân ngày Tết này là gốm lá thiêu sạc, lá thiêu già nha, lá thiêu xưa, tình trạng chậu rất là đẹp, độc đáo. Chiếc chậu này sở hữu hai chú lân, một chú lân là màu vàng đó, một chú lân là đầu màu nâu, mình màu tím ha. Đó, rất là độc. Chí Huynh cũng có cơ duyên sưu tầm được một hai chiếc chậu múa lân, được một cặp ha, này ở trong một nhà sưu tập có tiếng ở Vĩnh Long mình đó. Chủ nhân cũ thì rất thích Chí Huynh, giờ rất yêu mến Chí Huynh nên chia lại để em giao lưu đến cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đam mê
Chậu rất già rất độc. Thường thì trên thị trường những cái chậu múa lân vui xuân ngày Tết này á, hiện bây giờ thì nó còn chỉ một hai cái trong các nhà sưu tập lớn thôi, chứ không còn thị trường cho nổi ở ngoài nữa ha. Ở ngoài thì toàn những chậu giả, chậu phay thôi. Tình trạng chậu lành tích 99%. Chậu rất già rất độc. Màu đang quả biến ha, rất độc ha. Rồi chú Huynh sẽ đo thông số cho cô chú anh chị và các bạn gần xa được biết. Phủ bì của chiếc chậu này là 60. Lọt lòng là 59. Cao là 31, 31. Chiếc chậu mã số 1. Em giao lưu với giá là 9.500.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đam mê. Đây, nó có tóc gió một đường ha. Đây là cái đường rạn men theo năm tháng thôi. Rồi, và đây. Và bên đây. Đó, chậu rất hiếm rất độc. Rất gì là già. Đó, cho nên tình trạng nó lành tích 100% thì nó cũng không có thể nào mà có mà tình trạng nó mới nó đẹp như vậy ha. Gia chủ rất là cưng chiếc chậu này. Đó, gia chủ chỉ để trong nhà trưng thôi. Còn ngày Tết thì đem ra trồng hoa vạn thọ rồi xong rồi gia chủ đem vô cất. Rồi chiếc chậu mã số 1 em giao lưu với giá là 9.500.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đam mê. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 2. Chiếc chậu múa lân vui xuân ngày Tết. Chiếc chậu lành tích 100%. Chiếc chậu số 1 và số 2 là một cặp ha. Đó, em cơ duyên em sở hữu, em chia lại được của một nghệ nhân có tiếng. Đó, một nhà sưu tầm có tiếng. Được một cặp ha, em rất là may mắn. Bởi vì em lấy cái may mắn này em chia sẻ lại cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa. Đó, chú lân đây là màu vàng ha. Đây. Chú lân bên đây là mà nâu ha. Đó, một cặp. Thì chú Huynh cũng nói này cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa được biết, em chừa những cái bê tông, những cái hồ, cái phèn này đóng lại. Bên chú Huynh thì có cái dịch vụ là chùi, đánh bóng cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa khi nào có nhu cầu. Còn sau này thì chú Huynh phục vụ không có chùi, không có đánh bóng như lúc trước nữa. Tại vì cô chú anh chị quý vị các bạn, nhiều anh chị em không có biết, không có am hiểu chậu xưa đó, thì nói em bán đồ mới. Nhưng mà thật ra em có cái bí quyết riêng. Cái nghề của em nó có bí quyết riêng làm cho cái chậu nó bóng, nó sáng, nó đẹp hơn. Đó, cái chậu này thì em đánh lên thì nó sẽ cộng thêm được 3 điểm nữa. Đó. Sau này thì em chuyển sang em làm dịch vụ nha. Những cái dịch vụ của bên chú Huynh là hoàn toàn miễn phí nha cô chú anh chị quý vị các bạn. Phục vụ cho cô chú anh chị quý vị các bạn là hoàn toàn miễn phí, đánh bóng, chùi rửa, cạo bê tông ra hết, miễn phí hoàn toàn. Rồi, thông số chiếc chậu số 2, chậu múa lân vui xuân ngày Tết. Chậu rất hiếm, rất độc. Chậu lạ ha. Trên thị trường hiện giờ rất là hiếm. Phủ bì của chiếc chậu này là 60. Lọt lòng của chiếc chậu này là 59, trên 59 ha. Đó, tại vì nó một cặp. Đó, nó rất là giống nhau. Cao của nó là 32. Chiếc chậu lành tích 100% vui xuân ngày Tết, chậu mã số 2. Đó, chậu rất già, đang lên cống đồng ha. Lên cống đồng hầu như là hết miệng chậu luôn. Đó, những cái chiếc chậu già nó mới có chuyển cống đồng ha cô chú anh chị với các bạn. Ai chơi am hiểu thì nó cũng đã quá rành rồi. Chú Huynh nói sơ thôi. Đó, chậu rất già. Rồi chiếc chậu số 2. Em giao luôn với giá là 9.500.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa qua số điện thoại 0972 824049. Em là Chí Huynh ở Bắc Mỹ Thuận Cũ, thành phố Vĩnh Long. Tiếp tục là một chiếc chậu với cái tích là ngư ông đắc lợi. Bốn chữ tàu nổi, ngư ông đắc lợi. Ông lão câu cá ha. Đây con hạt. Đây là cái tùng. Thì chiếc chậu lân vừa nãy thì chú Huynh coi số nó không kỹ. Là lọt lòng nó là 49 nha cô chú anh chị quý vị các bạn. Lọt lòng là 49. Phủ bì nó là 60, cao là 32. Chú Huynh cũng quá nhiều công việc cho nên nó cũng không có để ý cái nổi. Thì mong rằng cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa thương thì bỏ qua cho chú Huynh ha. Trái đất nó cũng không được tròn mà đừng nói con người ha. Rồi, phủ bì của chiếc chậu ngư ông đắc lợi rất là lớn nha. Phủ bì của nó là 66. Lọt lòng là 55. Chậu rất lớn. Cao đó là 40. Chiếc chậu mã số 3. Ngư ông đắc lợi. Lành tích 100%.
Rồi chiếc chậu mã số 3, ngư ông đắc lợi thì em được bộ 3 ha. Đó, chậu mà được bộ 3 thì nó rất là hiếm. Đó, mã số 3 em giao lưu với giá là 6 triệu. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa. Đó, chậu ngư ông đắc lợi chiếc này em được bộ 3 ha, là 3 cái ha. Bộ 3 tam tài ha. Tiếp tục là chiếc chậu ngư ông đắc lợi mã số 4, lần tích 100%. Ngư ông đắc lợi chậu mã số 4, một trong bộ 3 ha. Chậu rất lớn, rất già, rất đẹp. Ngư ông đắc lợi thì chiếc chậu này sở hữu là lò gốm lái tiêu già nha, lái tiêu xưa nha, chậu rất già. Chú Quỳnh cũng may mắn là rút được ở trong một cái nhà sưu tầm cho nên chậu còn rất là đẹp. Phủ bì của chiếc chậu này là 66, lọt lòng là 55, cao là 40. Tình trạng chậu lành tích 100%. Chiếc chậu mã số 4 đó, lành tích theo cô chú anh chị với chị Quang, rất là già, rất là độc luôn. Chậu ngư ông đắc lợi mà kiếm nó kích thước lớn như vậy thì rất là khó đó. Tình trạng lành tích ha, đáy lòng viên hết. Mã số 4 em giao lưu với giá là 6 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị với chị các bạn gần xa đam mê. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 5, chậu ngư ông đắc lợi. Tình trạng chậu lành tích 100% ha. Đó, bộ 3, bộ 3 ngư ông đắc lợi. Chữ đắc nổi rất là rõ nét ha. Chữ nghĩa còn rõ nét ha, màu nó đang chuyển qua giống như là quả biến ha, chảy ha. Những cái chậu mà gốm lá thiêu xưa, lá thiêu già với cây mai nó mới có tình trạng này ha. Còn những cái chậu mà biên hòa xưa, biên hòa già thì nó cũng có nhưng mà rất là ít, rất là hiếm. Rồi, em lo thông số luôn. Phủ bì là 68, lọt lòng là 56, cao là 40. Chiếc chậu ngư ông đắc lợi mã số 5 em giao lưu với giá là 6 triệu. Ba cái ha, bộ 3 ha, bộ 3 tam tài ha. 6 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị với các bạn gần xa. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 6, chậu tùng hạt, lái tiêu già, lái tiêu xưa ha. Tình trạng chậu lành tích 100%. Chiếc chậu mã số 6 tùng hạt thì nó em sở hữu được một cặp ha. Một cặp thì em giao luôn một cặp luôn. Đây là chú hạt. Đó, đây là cái tùng. Đó, cái tùng bonsai ha, rất là đẹp. Con hạt thì tượng trưng cho thanh cao, cần cù, siêng năng. Cái tùng tượng trưng cho cao quý. Đó. Cây cao bóng cả ha. Rồi, chú Quỳnh sẽ đo thông số. Chiếc chậu mã số 6 tùng hạt. Phủ bì của chiếc chậu là 48. Lọt lòng là 39. Cao là 27. Chiếc chậu mã số 6 tình trạng chậu lành tích 100%. Em giao lưu với giá là 2.800.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa qua số điện thoại 0972824049. Em là chú Quỳnh ở Bắc Mỹ Thần Cũ, thành phố Vĩnh Long. Và chú Quỳnh cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa luôn quan tâm và luôn ủng hộ chú Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 7, chiếc chậu tùng hạt. Số 6 và số 7 là một cặp ha. Đó, tình trạng chậu thì có lỗi lò. Lá chú Quỳnh sẽ chỉ ha. Lỗi lò dài gạn một đường nhỏ. Nhưng mà nó được sở hữu một cặp thì nó rất là hiếm. Đó, bề ngoài thì nó rất là đẹp. Nó có một đường gạn nhỏ xíu ở dưới đáy. Nhìn thì cũng không biết luôn ha. Đó. Đây, có đường nhỏ xíu này. Đó. Rồi, thông số của chiếc chậu này luôn. Phủ bì của chiếc chậu này là 49. Lọt lòng là 40. Đó. Cao là 27. Đây, cái đường lỗi lò anh quay phim, anh quay gõ đường ha. Đây, đường lỗi lò. Cái đường nhỏ ha. Đây. Có tóc gió một đường nhỏ xíu ở đây thôi, nhìn phớt thì không thấy. Chú Quỳnh báo chính xác trên video ha, nên cô chú anh chị quý vị các bạn xem và lựa trên video thì ở ngoài thì hình ảnh thật 100%. Chú Quỳnh không có giấu, không có che đậy, không có giấu giếm bất cứ điều gì, bởi vì được cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa rất là tin tưởng và rất là ủng hộ và thương. Rồi, chiếc chậu mã số 7 em giao lưu với giá là 2.800.000.
bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đam mê. Số 6 và số 7 là một cặp ha. Tiếp tục là chiếc chậu tứ bổ, tình trạng lành tích 100%. Cái chậu này thì chú Huynh chưa đánh bóng nè. Cô chú anh chị quý vị các bạn nào mà có nhu cầu thì em sẽ phay lỗ rồi đánh bóng cho nó đẹp lên. À, để em đánh bóng lên rồi em mới quay á, thì nhiều cô chú anh chị với các bạn nào mà không biết á, chưa có am hiểu đồ xưa này thì nói em bán đồ mới. À, em cũng tuyên bố là nói với cô chú anh chị với các bạn hiểu và thương chú Huynh. Chú Huynh bán là bao đồ xưa nha. Chú Huynh không chơi hàng giả, hàng phay nha, hàng mới nha. Đó, chậu tứ bổ, đó, binh khí của Bắc Tiên ha. Đó, kiếm. Hồ lô. Đó. Ngọc Như Ý hoa sen đó ha. Hoặc ba tiêu. À, rồi cái chậu mã số 8 lành tích 100%. Phủ bì của chiếc chậu này là 44-44, lọt lòng là 35 và cao là 26. Chiếc chậu mã số 8 em giao lưu với giá là 2.300.000, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là chiếc chậu tứ bổ xưa, mã số 9 và mã số 8 là một cặp ha. Tình trạng chậu lành tích 100%. Đó, chú Huynh bán là bao đồ xưa ha. Tất cả những thứ mà chú Huynh sưu tầm về á, xưa thì chú Huynh nói xưa. Đó, già tuổi thì chú Huynh nói già tuổi, còn chậu lỡ mười mấy 20 năm á thì chú Huynh sẽ nói mười mấy 20 năm, 30-40 năm gì đó ha. À, kiếm. Hồ lô. À. Như Ý, đó, hoa sen đó ha. Rồi, hoặc ba tiêu. Binh khí của Bắc Tiên nha. Rồi, chú Huynh sẽ đo thông số. Phủ bì của chiếc chậu này là 44-44. À, lọt lòng là 35. Cao là 26-27 ha. Xem 27 ha. Rồi, chiếc chậu mã số 9 và mã số 8 là một cặp ha. Rồi, em giao lưu với giá là 2.300.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị và các bạn gần xa đam mê. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 10, sông Long chanh châu, rồng vàng, vây trắng, đuôi xanh. À, tình trạng chậu lành tích 100%. À, chiếc chậu mã số 10 và 11 là một cặp ha. Tình trạng chậu lành tích 100%. À, chú Huynh rất là may mắn thì video clip này giao lưu đến cô chú anh chị với các bạn gần xa. Toàn là đồ cặp với bộ ba thôi ha. Đó, đồ mà đồ cặp với bộ ba thì nó rất là hiếm. Đó, chú Huynh cũng rất là may mắn khi video clip này giao lưu đến cô chú anh chị với các bạn toàn là đồ cặp. Rồi, thông số phủ bì của chiếc chậu này là 45, lọt lòng là 36, cao là 25. Chiếc chậu mã số 10 em giao lưu với giá là 1.500.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị với các bạn gần xa đam mê. Qua số điện thoại 0972 824049. Em là chú Huynh ở Bắc Mỹ Thuận, Củ, thành phố Vĩnh Long. Rất vui và rất vinh dự để được phục vụ cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đam mê. Tiếp tục là chiếc chậu rồng với cái tích là sông Long chanh châu, chậu mã số 11. Dạ, 11 và 10 là một cặp ha. Đó, tình trạng chậu lành tích 100%. Đó, chậu tất già, chậu biến quà già ha, biến quà xưa nha. Đó, rồng vàng. Chậu rất là ok ha, thành tích ha. Tình trạng chậu là em chưa có đánh bóng nha, em chỉ mới vệ sinh thôi. Đó, cô chú anh chị quý vị các bạn nào mà thích á, cho nó bóng bẩy á, thì chú Huynh làm phi luôn. Đó, lỗi lò ha, em làm phi luôn, em làm miễn phí luôn. Để cái chậu này khi mà em quay clip á, em đánh bóng lên thì cô chú anh chị nhiều anh chị nói không biết, bình luận nói em bán đồ mới. Dạ, em bán là em bao đồ xưa nha. Chậu mã số 11, thông số của em nói luôn. Phủ bì là 45, lọt lòng là 37, cao là 25. Chiếc chậu mã số 11 em giao lưu với giá là 1.500.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị với các bạn gần xa đam mê. Qua số điện thoại 0972 824049. Em là chị Huynh ở Bắc Mỹ Thuận, Củ, thành phố Vĩnh Long. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 12, sông Long chanh châu, tình trạng có bị rạn một đường ha. À, tiếng cũng còn rất là thanh. Đây, có rạn một đường từ miệng tới đây thôi ha.
khoảng 6 cm. Tại vì nói thật với cô chú anh chị với các bạn là em đi sưu tầm á, chiếc chậu này đáng lý ra là em không có sưu tầm về để phục vụ đâu, nhưng mà được cái em thấy con rồng đó đắp nổi rất là lạ, con rồng rất là có hồn ha, sông Long Chanh Châu, hai con rồng thì vừa vẽ nó đắp nó giống nhau trên 90%. Cái thứ hai nữa là những cái vành nó nhúng, miệng nhúng ha, một số màu thì nó chảy, nó giống như nó quả biến rồi à. Một số màu giống như quả biến vậy đó à, cái màu rất là lạ, rất là độc, cho nên em sưu tầm về để phục vụ cô chú anh chị với các bạn. Rồi, thông số của chiếc chậu mã số 12. Phủ biểu chiếc chậu này là 58. Lọt lòng là 49. Cao là 32. Rồi, chiếc chậu mã số 12 em giao mua giá là 1.700.000. Bao ship toàn quốc. Đó, chiếc chậu cũng khá là đẹp ha. Nó chỉ có tóc một đường thôi, theo năm tháng này ha. Đó, chiếc chậu rất là già cho nên những cái đường tóc, những đường răng thì không thể nào tránh khỏi được. Đó. Chậu rất là độc ha, rất là lạ ha. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 13. Chiếc chậu với cái tích là ngựa kéo xe. À, ngựa kéo xe ha. Đây là tân gia sản xuất ha. Tân gia sản xuất. À, cái gánh của mình hồi xưa ha. À, ngựa kéo xe. Tình trạng chậu lành tích ha. Lành tích 100% chịu nha các bạn. À, chiếc chậu này với cái dáng cao như vậy á thì thích hợp trồng những cái cây mà dáng đổ. Đó. Chậu mã số 13. À, thì chú Vinh đã phay hai cái lỗ sẵn rồi. Cô chú anh chị quý vị các bạn về cứ trồng cây thoải mái nha, thoát nước rất là mau. Rồi, phủ bì của chiếc chậu này là 49. Lọt lòng là 38. Cao đó là 40, chậu rất là cao ha. À, tình trạng chậu đang lên cúm đồng. Đó, lên cúm trắng ha, cúm đồng trắng ha, rất là nhiều ha. Rồi, chiếc chậu mã số 13. Em giao lưu với giá là 2 triệu. Bao ship toàn quốc cho cô chú chị cho các bạn gần xa đam mê. Đó, thích hợp trồng những cây dáng đổ ha, dáng nghiêng ha. Chậu rất là lạ luôn. Rồi, chú Huynh bên chú Huynh thì có nhiều dịch vụ ha. Phục vụ cô chú anh chị với các bạn là giao hàng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn, Bình Dương. Đó, từ 4 kiện, 3 kiện đến 4 kiện trở lên ha. Chú Huynh trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ giao tới cô chú anh chị với các bạn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tiếp tục là chiếc chậu mã số 14, chiếc chậu mã số 14. À, tình trạng chậu lành tích 100%. Chiếc chậu này thì thích hợp trồng những cây bonsai thành phẩm ha. À, chậu biên hòa muộn nha. À, hoa văn chữ tàu ha, cây dừa chữ tàu. À, quả tiết bốn mùa, hoa bốn mùa ha. Đó, nhìn thấy hoa văn là nhìn thấy những cái quả tiết là biết gớm Nam Bộ của Việt Nam mình rồi. Rồi, thông số của chiếc chậu mã số 14, 14 này. Phủ bì của nó là 48. Đo cái chiều góc cạnh ha. 51. Lọt lòng của em nó là 42. Chiều cao nó là 18. Tình trạng chậu lành tích 100%. Chiếc chậu mã số 14 em giao lưu với giá là 1.400.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị với các bạn gần xa. Cái đường này cái đường lỗi lò ha. Đường lỗi lò. Tiếp tục là một chiếc chậu ngựa kéo xe mini. Mã số 15. Tình trạng chậu lành tích 100%. Chậu ngựa kéo xe này rất là già ha. Có bị lỗi lò chứ đó là lát chứ mình sẽ chỉ ha. À, cái đường lỗi lò nó đây. Lỗi lò nó đây. Ở bên trong là lỗi lò ha. Hoàn toàn thì ở ngoài mình không thấy ha. Đó, chiếc chậu mã số 15. Rồi, thông số cho nó luôn. À, con mẻ miệng đây xíu ha, ở bên trong ha. Rồi, có sao thì chú Huynh báo cáo như vậy. Bởi vì thì được cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa rất là tin tưởng. Rồi, phủ bì của chiếc chậu mã số 15.
là 40, rọt lòng là 32, cao là 24-24. Chiếc chậu mã số 15 em giao lưu với giá là 800k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đam mê qua số điện thoại 0972 824049. Em là Chí Huynh ở Bắc Bình Thạnh Cũ, thành phố Vĩnh Long, và Chí Huynh cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa đã luôn luôn ủng hộ và luôn luôn tin tưởng bên shop Chí Huynh. Và qua video clip này, chú Huynh muốn truyền tải đến cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa là chú Huynh bán là bao đồ xưa cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa. Cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa cứ an tâm và ủng hộ ha. Và những cái dịch vụ của chú Huynh cũng như là giao hàng tận nơi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cũng như là đánh bóng, chùi rửa đánh bóng miễn phí cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa, và phay lỗ miễn phí cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa để về trồng cây, thì những cái dịch vụ đó là chú Huynh dành tặng cho cô chú anh chị quý vị các bạn. Một số nơi khác á, thì người ta lấy 200-300, nhưng mà chú Huynh không có lấy những cái đồng tiền đó, để dùng những cái đồng tiền đó để phục vụ lại cô chú anh chị, tặng lại lì xì lại, cũng như để cho cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa càng ngày càng tin tưởng và ủng hộ bên shop chú Huynh. Và chú Huynh cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị quý vị các bạn gần xa